Nông sản Dũng Hải kính chào quý khách. Hôm nay chúng ta cùng nhau giới thiệu một sản phẩm vô cùng đặc biệt, đó là măng tây, một sản phẩm vô cùng đặc biệt đến từ nông sản Dũng Hà. Như các bạn đã biết, măng tây được biết đến là loại thực phẩm không những ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng. Mặc dù giá thành tương đối đắt đỏ, nhưng sản phẩm măng tây xanh ngày càng được ưa chuộng. Măng tây tên khoa học Asparagus fecin alisur là một loại cây thảo được sử dụng làm rau ăn. Cây thân tròn, mọc thẳng, rắn chắc, có hình dáng như ngọn giáo. Các chuối măng non thường được thu hoạch vào mùa xuân khi phát triển đến kích thước khoảng 15-20cm. Măng tây có rất nhiều công dụng. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các tác dụng của măng tây đối với sức khỏe, bao gồm 1. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Măng tây giàu chất xơ, kali và folate. Măng tây có khả năng làm giảm cholesterol xấu trong máu, ổn định huyết áp, qua đó giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ. 2. Hỗ trợ giảm cân một cách an toàn. Đây là một trong những tác dụng của măng tây trong làm đẹp. Sở hữu thành phần giàu chất xơ nhưng lại chứa rất ít chất béo bão hòa. Măng tây là thực phẩm lý tưởng nên có trong thực đơn của người đang bị thừa cân, béo phì. Thực phẩm này giúp giảm cân một cách an toàn, không gây tác dụng phụ như các loại thực phẩm chức năng đang bán trôi nổi trên thị trường. Phần loại 3 loại măng tây, tùy theo mỗi loại măng sẽ có giá bán khác nhau. Đầu tiên, măng tây loại 1 có thân măng có đường kính khoảng 11-12mm và dài từ 20-25cm là loại tốt nhất trên thị trường. Ngoài ra, măng tây loại 2 có kích thước nhỏ hơn, đường kính thân vào khoảng 6-9mm, chiều dài từ 18-22cm, không phải loại bỏ một chút gì cả, hầu như là sử dụng hết. Cuối cùng là măng tây loại 3 có đường kính thân khoảng 5-6mm, chiều dài từ 20-22cm và có thể có phần gốc già. Ngoài ra, măng tây còn là một món ăn vô cùng bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe. Đầu tiên là măng tây xào thịt bò. Bước 1, sơ chế và ướp thịt bò để khử sạch mùi hôi. Thịt bò sau khi mua về các bạn đem bóp với muối khoảng 5-10 phút, sau đó rửa lại nhiều lần với nước để ráo, rồi dùng dao cắt thịt thành các lát mỏng vừa ăn. Ướp thịt bò với 1/2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tỏi băm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều và để cho thịt bò ngấm gia vị khoảng 15 phút. Tiếp theo, sơ chế măng tây để loại bỏ hết bụi bẩn. Sau khi mua về, bạn ngâm măng tây với nước muối loãng trong 10 phút. Sau đó, bạn rửa măng lại với 2-3 lần nước. Xào bò bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Sau đó, cho toàn bộ phần tỏi băm còn lại vào rồi phi thơm. Khi tỏi đã dậy mùi, chút thịt bò vào xào ở lửa vừa khoảng 5-7 phút cho thịt. Cho tiếp vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Sau đó cho măng tây vào cùng với 1 muỗng cà phê muối, 1-2 muỗng cà phê hạt nêm và 50ml nước lọc. Bày thịt bò xào măng tây ra đĩa, rắc thêm một ít tiêu xay lên trên, trang trí lại cho đẹp mắt là hoàn thành. Cách đây với nước muối loãng trong 10 phút để măng được sạch. Sau đó, bạn rửa măng lại với 2-3 lần nước rồi dùng khăn giấy thấm khô. Xào tôm bắc chảo lên bếp với 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho. Trên thị trường có rất nhiều nơi bán măng tây. Nếu bạn chưa biết mua măng tây ở đâu thì nông sản Dũng Hà là một nơi cung cấp các sản phẩm nông sản xanh tốt cho sức khỏe, khi hàng năm cung cấp cho thị trường một lượng lớn nông sản có chất lượng an toàn với mục tiêu mang thiên nhiên tới nhà của bạn. Bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 1900986865 hoặc web nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết. Hãy subscribe nông sản Dũng Hà để biết thêm những thông tin bổ ích.